quý vị, ngày 11 tháng 5, Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra truy xét các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến khiến một người tử vong trên địa bàn. Trước đó, ngày 9 tháng 5, một nhóm gần 20 thanh niên đi xe máy cầm theo hung khí từ quận 4 đến quận 7 để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Khi giáp mặt, hai bên xông vào đâm chém loạn xạ. Sự việc khiến cho KTV, sinh năm 1994, ngụ tại quận 4 tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng công an quận 7 đã nhanh chóng đến hiện trường và bắt giữ một số đối tượng. Từ lời khai những đối tượng này, công an đã triệu tập hàng chục thanh niên lên trụ sở làm việc, đã có 21 nghi phạm được lấy lời khai. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân dẫn đến hỗn chiến từ mâu thuẫn gia đình.